Ra đây. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với Tư Ca TV. Vâng, và ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi trải nghiệm thực tế, đó là đi đào củ chuối nha các bạn nhé. Củ chuối. Đi ăn. Đi. Đây em ơi. Đây đây. Đây nhá. Chém 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 bỏ mấy cái này. Ăn mẹ là khoai. Chặt cái này em ơi. Ok, ok, ok. Cứng lắm. Ai rồi rồi. Đây là củ chuối các bạn nha. Cũng là đào củ chuối thật ấy. Củ chuối bọn gái thích lắm. Hay là chặt mày ăn nói đi anh. Nói. Không, ăn củ chuối. Củ chuối như thế này. Đào đi em. Hay để em trèo lên nhỉ. Bây giờ món này nó là đặc sản đấy, không phải như ngày xưa. Ôi giời, ngu, em làm không? Đảo vai. Đây là một thanh niên ăn quá nhiều củ chuối nên bắt đầu ngu ngu theo. Độ ngu nó cao. Đó đó đó. Đỡ lên. Chưa lên. Trời ơi. Trời ơi. Quá các bạn. Ai rồi. Đâu anh? Cho xuống rồi nào em ơi. Nào lại lên. Này lại chỗ này đỡ. Đỡ. Uầy. Đỡ. Đỡ. Đây rồi. Ui, to không nhỉ? To không nhỉ? Đi đi ra. Nhá. Giao. Giao đi nhá. To đấy. To đấy. Chặt mạnh vào. Các bạn có thể thấy nhá, củ chuối này rất chi là nhiều tơ nhá. Tí ăn cái này. Ừ, ăn củ chuối này. Chưa ăn bao giờ.
xe ông bảo cao năm 1945 kiểu ngày xưa kiểu là chặt từ đây nhỉ? Nhưng ông bà đói ra ra vẫn hết quần rồi. Ai ơi. Chán thế nhở? Chứng tỏ ngày xưa là rất khổ nhá các bạn. Ăn củ chứa ấy là không sung sướng gì đâu. Sao nhiều nhớ nhỉ? Rồi hết cả nước. Chuối này làm nước lắm anh em ạ. Phải nào con gái ra là phải. Con gái thì thích ăn chuối nên có nước. Ăn thử gốc này nè. Ngon đấy nhỉ. Ôi chát lắm. Vâng, đây là chuối các bạn, đây là món củ chuối nhá. Tôi sẽ làm món củ chuối nướng nha các bạn nhé. What the fuck? Không biết món này nó ra gì không? Lần đầu tiên nướng củ chuối. Đi. Đây là món củ chuối nướng nha các bạn nhé. Chỉ có thể là ở kênh Tứ Ca TV mới có nha. Đội mẹ lên mà. Như này. Đợt cất châu ơi. Đây tôi sẽ cười ra anh em nhé. Thành than mất rồi. Ai sổ ui. Củ chuối. Củ này gọi là củ ché. Chuối nướng anh ạ.
cháy mất rồi. Đấy. Còn bây giờ đợi cho nó nguội tí anh em ạ, xong rồi ăn thưởng thức luôn anh em ạ. Mày đánh ăn chờ ngon không? Nướng nha, ăn đi. Thưa tất cả các bạn, đây là củ chuối nướng nhá. Tao không? Bỏng như nhỉ? Chín rồi đấy. Chưa chín hết rồi. Gặp 2 phần 3 rồi, nhưng mà vẫn ăn được. Cũng kiểu thành than ấy nhỉ, ăn ngon lắm. Không biết mùi vị nó sẽ như thế nào. Khoai nướng nhỉ, mùi giống khoai nướng. Đấy nhá, bỏ đây. Bỏ, xoay cái tay này đi. Đừng bỏ cho. Bỏ quá. Bỏ ngu rồi, bỏ. Mày ngu hơn anh ấy. Đi phải bằng thế. Ừ. Cái khoai nướng ấy, mùi giống hệt mùi khoai mùi nướng. Không khác gì khoai nướng luôn. Nhà mày anh ăn đi. Bỏ mấy cu này. Nhờ, ăn luôn nhé. Bây anh em tôi thưởng thức nhá. Chúng tôi ăn chuối nhá, sơ này các bạn. Chuối ăn sơ á. Chấm nhá. Ôi, bỏng nhờ. Ừ, ngon lắm. Ừ. Ừ, ngon nhờ. Ngon nhờ. Ê, vừa ngon lại vừa cay nhở. Lần đầu tiên mà ăn củ chuối anh em ạ. Ra gì ngon hết. Ôi. Ngon lắm. Ôi cay quá. Cay thôi, mỗi tội cay nhưng mà ngon. Ừ. Ngon thật đấy. Sợ. Ngon này. Thề luôn nhỉ. Chưa ăn củ chua bao giờ. Mày thấy ngon không? Ngon. Quá ngon. Ăn hết đống này nhá. Nguyên sơ. Giống như khoai luộc ấy. Ngọt quá anh ạ. Ngọt quá anh ạ. Vừa cay lại vừa ngon vừa phê. Nó quá các bạn. Vậy anh em mình dừng video tại đây nhé. Các bạn nào thấy video hay thì nhớ like video và chia sẻ video cho anh em của kênh Tứ Ca TV nhé. Nhớ đăng ký kênh ấy. Nhớ đăng ký kênh của... Nhớ bấm chuông ở dưới nhá. Thôi, chào anh em nhé.